Thưa quý vị, Long Xuyên là một phường có vị trí rất quan trọng, là cửa ngõ từ quốc lộ 5 vào thị xã Kinh Môn. Xác định được tầm quan trọng ấy, nên những năm qua phường đã tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực, trong đó nổi bật là hạ tầng giao thông. Đây là hình ảnh phường Long Xuyên. Ai tới Kinh Môn sẽ bắt gặp hình ảnh này của vùng quê mới được nâng cấp từ xã lên phường hơn một năm. Những doanh nghiệp lớn, hệ thống các cơ sở, cửa hàng dịch vụ phong phú. Điều ấn tượng nữa đó là hệ thống giao thông của phường được quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang, rất khang trang như thế này. Các tuyến đường ở các khu dân cư đều được mở rộng, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu cao về giao thông trong giai đoạn hiện nay, như yêu cầu cho các doanh nghiệp ra vào cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp thương lái tới đầu tư và thu mua các loại nông sản của địa phương, bởi Long Xuyên không chỉ đang là mảnh đất có sức hút các doanh nghiệp, còn là vùng trồng hoa đào, quất cảnh, vùng trồng nhiều loại cây con đặc sản lớn trong khu vực, đồng thời là địa phương có các di tích lịch sử văn hóa quốc gia nổi tiếng như đền Ngư Uyên là điểm đến du lịch hấp dẫn. Vì vậy không thể không phát triển hạ tầng giao thông và đó là vấn đề tất yếu luôn được địa phương xác định phải coi trọng hàng đầu. Từ khi mà chúng tôi phát triển được cái hệ thống giao thông thì cái hàng hóa thì ví dụ như là cây hành, cây tỏi. Thế rồi thì mà đặc biệt là cây đào Tết, đào cảnh thì cái việc là giao thông rất thuận lợi. Qua tư thương là người ta đến tận là các khu vực sản xuất để thu mua. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của chúng tôi là sẽ xây dựng cái hạ tầng cơ sở phát triển giao thông. Hiện nay trên địa bàn phường Long Xuyên đã và đang có những doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động công nghiệp và phát triển nông nghiệp sạch. Do vậy để phát triển hạ tầng giao thông, tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội nên địa phương nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân các khu dân cư. Đến nay, phường Long Xuyên đã hoàn thành 3 tuyến đường chảy nhựa áp phan ở 2 khu dân cư. Làm tốt công tác quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống đường giao thông trong các khu dân cư và giao thông nội đồng. Không để các loại xe quá khổ, quá tải đi vào, làm ảnh hưởng đến kết cấu của đường. Năm nay, phường còn đầu tư xây dựng được 1.000 mét rãnh thoát nước có nắp đậy, mở rộng lề đường giao thông khu dân cư và xây dựng thêm 800 mét đường giao thông nội đồng. Đồng thời đang xây dựng 9 tuyến đường giao thông nội đồng thuộc dự án vùng sau an toàn do Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn làm chủ đầu tư. Với hệ thống giao thông thuận lợi đã góp phần phát triển kinh tế, làm thay đổi căn bản diện mạo quê hương theo hướng đô thị hóa. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất của phường Long Xuyên ước đạt gần 2.400 tỷ đồng. Tổng thu nhập của cả phường đạt trên 326 tỷ đồng, đạt gần 99% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57,2 triệu đồng một năm. Quê hương tôi thì cũng một thời gian gần đây, chúng tôi đã thấy được cái sự thay đổi mà hiện nay cũng đang tiếp tục thay đổi nhiều hơn về người dân chúng tôi, về cuộc sống, về kinh tế, xã hội và đời sống. Chúng tôi là một người dân, thế mà khi các địa phương hay phường nhà mà có chủ trương làm cái gì đấy thì cũng mời họp và xin ý kiến nhân dân. Nhân dân rất là đồng lòng, là một người dân nhưng đi ra ngoài thấy phường mình cơ sở vật chất các thứ đi ra ngoài nên là bản thân chúng tôi cũng hãnh diện về phường nhà. Hệ thống giao thông của phường Long Xuyên đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để Long Xuyên tiếp tục vững bước trên chặng đường mới, xây dựng quê hương ngày càng hiện đại văn minh.